Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh Tin Nóng Đất Việt. Trước tiên thì chúng tôi xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian để theo dõi chương trình tin tức thời sự trên kênh Tin Nóng Đất Việt trong thời gian qua. Còn bây giờ sẽ là những tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị theo dõi. Tin COVID sáng 25 tháng 1 ghi nhận 14.362 ca nhiễm mới, có 9.534 ca trong cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, theo bản tin dịch COVID mới nhất của Bộ Y tế trong 24 giờ qua, Việt Nam ghi nhận số ca mắc mới cao khủng khiếp 14.362 ca nhiễm mới, trong đó 55 ca nhập cảnh và 14.307 ca ghi nhận trong nước. Tại 61 tỉnh, thành phố có 9.534 ca trong cộng đồng. Hà Nội vẫn tiếp tục đứng đầu cả nước số mắc mới với 2.801 ca bệnh trong ngày. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 15.734 ca trên ngày. Về số ca nhiễm siêu biến thể Omicron, trong ngày ghi nhận thêm 28 trường hợp mắc mới, nâng tổng số lên 136 ca nhiễm COVID-19 do biến thể Omicron. Trong đó tại Hà Nội 14, Quảng Nam 27, thành phố Hồ Chí Minh 72, Hải Dương 1, Hải Phòng 1, Thanh Hóa 2, Đà Nẵng 8, Khánh Hòa 11, Long An 1, Quảng Ninh 2, Bà Rịa Vũng Tàu 1, Kiên Giang 2, Bình Dương 1. Như vậy kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 2.155.784 ca nhiễm, đứng thứ 28 trên 224 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 143 trên 224 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 21.841 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ tư, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.149.095 ca, trong đó có 1.838.363 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là thành phố Hồ Chí Minh 512.871, Bình Dương 292.528, Hà Nội 111.428, Đồng Nai 99.686, Tây Ninh 87.289. Về tình hình điều trị, trong ngày có 36.331 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.841.180 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.884 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 23 tháng 1 đến 17 giờ 30 phút ngày 24 tháng 1 ghi nhận 165 ca tử vong, trong đó Bà Rịa Vũng Tàu 21 ca trong 2 ngày, Đồng Nai 20 ca trong 2 ngày, Vĩnh Long 11, Kiên Giang 11, An Giang 10 ca trong 2 ngày, Hậu Giang 10 ca trong 2 ngày, Tiền Giang 9, Cần Thơ 9, Bình Định 7 ca trong 2 ngày, Đồng Tháp 7, Thành phố Hồ Chí Minh 6, Tây Ninh 6, Trà Vinh 4, Bình Thuận 4, Bắc Ninh 3, Bình Dương 3, Sóc Trăng 3, Hà Giang 2, Quảng Nam 2, Đà Nẵng 2, Bạc Liêu 2, Cà Mau 2, Hà Nam 1, Ninh Bình 1, Huế 1, Hải Dương 1, Lạng Sơn 1, Thái Nguyên 1, Phú Yên 1, Đắk Nông 1, Lâm Đồng 1, Bình Phước 1, Bến Tre 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 157 ca trên ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 36.884 ca, chiếm tỷ lệ 1,7% so với tổng số ca nhiễm. Đến nay, tổng số tử vong do COVID-19 tại nước ta xếp thứ 25 trên 224 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 128 trên 224 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 trên 49, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 24 trên 49 quốc gia vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 23 tháng 1, có 882.832 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 176.429.307 liều. Trong đó, tiêm mũi 1 là 78.894.694 liều, tiêm mũi 2 là 73.759.720 liều, tiêm mũi 3 là 23.774.893 liều. Nâng khống giá thiết bị y tế ở công ty Việt Á không chỉ là vụ án tham nhũng. Thưa quý vị, vụ nâng khống giá thiết bị y tế ở công ty Việt Á đang dần lộ ra phần chìm của tảng băng nổi, một vụ án có quy mô, phạm vi, trải nhiều địa phương, ngành dọc. Số lượng người bị khởi tố để điều tra ngày càng tăng. Nỗi đau lớn nhất từ vụ án này là nó xảy ra trong thời kỳ đặc biệt,
trong lúc toàn đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực chống dịch, khi lòng yêu nước đang dâng trào, cả xã hội chung tay chống dịch, cả xã hội nhường cơm sẻ áo, thì những tiêu cực lại bộc lộ. Đáng nói hơn, nó diễn ra trong lúc sự nghiệp chống tham nhũng của Đảng đang giành những thắng lợi to lớn, cơ chế chống tham nhũng đang từng bước được hoàn thiện. Thật đau lòng khi nhìn vào danh sách những người bị khởi tố có đủ các thành phần. Có người hôm trước còn hùng hồn tuyên bố không thèm lấy một đồng nào của Việt Á, nhưng hôm sau đã lộ ra nhận lại quả đến mấy chục tỷ đồng. Cái đau lòng của vụ án còn ở chỗ là vụ tham nhũng, vụ phạm tội có tổ chức. Vụ án đang trong quá trình điều tra, song cũng đã rõ đường dây phạm tội. Bản thân bị can Phan Quốc Việt hay công ty Việt Á không đủ sức để làm mưa làm gió từ trung ương xuống địa phương như vậy được. Một mình Phan Quốc Việt không thể tác động để trang thông tin của Bộ Khoa học và Công nghệ tuyên truyền không đúng cho công trình khoa học tiêu gần 19 tỷ đồng là bộ kit xét nghiệm đã được WHO, các quốc gia châu Âu công nhận. Một mình bị can Phan Quốc Việt không tác động để được tham gia đề tài ngay từ đầu. Một mình ông ta cũng không thể bắt những nhà chức trách thông qua công trình khoa học nhanh, triển khai sản xuất sớm. Việc này đã khiến cựu vụ trưởng, đương kim vụ trưởng, vụ phó hai bộ bị khởi tố. Chuyện nhập kit từ Trung Quốc của Việt Á không phải đến khi hải quan công bố dư luận mới nghi ngờ, mà ngay từ khi vụ án xảy ra, khi thực lực của Việt Á được báo chí truyền thông vào cuộc điều tra chỉ rõ. Và khi cơ quan điều tra công bố lời khai về hoa hồng mà các CDC nhận lên đến 40%, thì những ai có tư duy thông thường cũng nhận thấy có sự khuất tất về giá cả. Quy mô của vụ án, tính chất của vụ án, tác hại của vụ án, thiệt hại của vụ án dần dần sẽ được sáng tỏ, nhưng bước đầu cũng đã làm chúng ta giật mình. Giật mình vì sự táo tợn của nó, giật mình vì đồng tiền mà làm tha hóa cả một đội ngũ cán bộ nhiều tỉnh thành, vụ, đơn vị. Đây không chỉ là tham nhũng mà sự tha hóa quyền lực trầm trọng, một sự tự diễn biến, tự chuyển hóa. Người dân thấy tin tưởng khi có ngay sự chỉ đạo kịp thời, sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng. Bắt đầu từ dư luận nghi ngờ về giá cả, Thủ tướng Chính phủ tuyên bố sẽ kiểm tra và thanh tra ngay. Ngay sau đó, Bộ Công an đã vào cuộc điều tra. Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực đã đưa vụ án vào diện theo dõi chỉ đạo. Cùng với đó, Quốc hội đã yêu cầu Bộ Y tế báo cáo, Ban dân nguyện tổng hợp ý kiến của cử tri, tất cả như một trận đánh hợp đồng, không có vùng cấm, không bỏ lọt tội phạm là thông điệp mà lãnh đạo cao nhất đã chỉ đạo. Thổi giá thiết bị y tế để trục lợi, ông Nguyễn Quốc Anh lãnh án 5 năm tù. Thưa quý vị, bị cáo Nguyễn Quốc Anh, cựu giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, lợi dụng chức vụ quyền hạn, thổi giá thiết bị y tế để trục lợi, bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án 5 năm tù. Sau 2 ngày nghị án, sáng ngày hôm nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án 8 bị cáo trong vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn, thổi giá thiết bị y tế để trục lợi xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai. Thẩm phán Trử Phương Ngọc, chủ tọa phiên tòa, tuyên 8 bị cáo phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị cáo Nguyễn Quốc Anh, cựu giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, bị tuyên án 5 năm tù. Nguyễn Ngọc Hiền, cựu phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, 3 năm 6 tháng tù. Trịnh Thị Thuận, cựu kế toán trưởng Bệnh viện Bạch Mai, 3 năm tù, được hưởng án treo. Và Lý Thị Ngọc Thủy, phó trưởng phòng tài chính kế toán Bệnh viện Bạch Mai, 2 năm tù treo. Bị cáo Phạm Đức Tuấn, cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị, giám đốc công ty BMS, bị tuyên 3 năm tù, cho hưởng án treo. Ngô Thị Thu Huyền, cựu phó giám đốc công ty BMS, 2 năm 6 tháng tù, cho hưởng án treo. Phan Minh Dung, cựu tổng giám đốc công ty VFS, 20 tháng tù. Và Trần Lê Hoàng, cựu thẩm định viên công ty VFS, 2 năm tù. Theo hội đồng xét xử, bị cáo Nguyễn Quốc Anh giữ vai trò cao nhất trong vụ án, là người có thẩm quyền cao nhất trong việc liên doanh, liên kết giữa Bệnh viện Bạch Mai và doanh nghiệp. Các bị cáo khác giữ vai trò đồng phạm, giúp sức trong việc thực hiện hành vi phạm tội. Với động cơ vụ lợi khác nhau, các bị cáo đã xâm phạm đến quyền lợi của hàng trăm người bệnh, gây dư luận xấu và làm ảnh hưởng đến uy tín của Bệnh viện Bạch Mai. Quá trình điều tra, 8 bị cáo không ai có tình tiết tăng nặng, đều khai báo thành khẩn và nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính. Trong đó, nhóm bị cáo thuộc Bệnh viện Bạch Mai có nhiều thành tích khi công tác nên được xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ. Theo cáo buộc, quá trình triển khai thực hiện đề án, ký hợp đồng liên doanh, liên kết tại Bệnh viện Bạch Mai, ông Nguyễn Quốc Anh cùng các bị cáo khác đã lợi dụng chức vụ, nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện không đúng các quy định của pháp luật. Các bị cáo Trần Lê Hoàng, Phan Minh Dung bị xác định đã cấp chứng thư thẩm định giá xác định giá máy robot Rosa hỗ trợ phẫu thuật thần kinh sọ não 39 tỷ đồng trái quy định, tạo điều kiện cho công ty BMS tham gia liên doanh, liên kết với Bệnh viện Bạch Mai, triển khai lắp đặt robot Rosa với giá trị 39 tỷ đồng không đúng thực tế. Cụ thể, ngày 20 tháng 2 năm 2017, công ty VFS ban hành chứng thư thể hiện robot Rosa có giá 39 tỷ đồng. Nhưng 3 ngày sau, loại robot này mới được nhập khẩu từ Pháp với giá 7,4 tỷ đồng, bao gồm cả thuế.
Việc này nhằm mang lại lợi nhuận cho tập thể và cá nhân bị cáo Quốc Anh hơn 331 triệu đồng. Bị cáo Nguyễn Ngọc Hiền bị xác định hưởng lợi 150 triệu đồng, Trịnh Thị Thuận hưởng lợi 50 triệu đồng. Từ tháng 2 năm 2017 đến tháng 5 năm 2020, Bệnh viện Bạch Mai sử dụng robot Rosa liên kết với công ty BMS thực hiện phẫu thuật sọ não cho 639 ca bệnh, thu hơn 22,9 tỷ đồng. Bệnh viện Bạch Mai đã thanh toán chi phí liên quan 551 ca bệnh cho công ty BMS. Theo kết luận giám định, tiền phẫu thuật bằng robot Rosa là hơn 6,6 triệu đồng trên ca. Bệnh viện Bạch Mai và công ty BMS thu hơn 23 triệu đồng trên ca, hưởng chênh lệch hơn 16,5 triệu đồng trên ca, gây thiệt hại cho người bệnh hơn 10 tỷ đồng. Bệnh viện Đà Nẵng triển khai điều trị bệnh nhân sau mắc COVID-19. Thưa quý vị, hơn 2/3 bệnh nhân COVID-19 sau khi đã xác định hồi phục vẫn còn để lại những rối loạn về chức năng và triệu chứng bệnh lý kéo dài có thể vài tháng, thậm chí lâu hơn. Đây là hội chứng hậu COVID-19. Sáng ngày hôm nay, Bệnh viện Đà Nẵng thông tin bắt đầu từ ngày 24 tháng 1, bệnh viện sẽ tổ chức triển khai phòng khám tư vấn và điều trị cho các bệnh nhân đã từng mắc COVID-19. Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng Nguyễn Thành Trung cho hay, dịch COVID-19 đã kéo dài sang năm thứ ba, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống kinh tế, xã hội và sức khỏe của mọi gia đình. Hơn 2/3 bệnh nhân COVID-19 sau khi đã xác định hồi phục vẫn còn để lại những rối loạn về chức năng và triệu chứng. Bệnh lý kéo dài có thể vài tháng, thậm chí lâu hơn. Đây là hội chứng hậu COVID-19. Tình trạng này bao gồm rất nhiều triệu chứng khác nhau, ảnh hưởng trên nhiều hệ cơ quan như mệt mỏi, khó thở, ho kéo dài, sơ phổi, huyết khối, nhịp tim nhanh, hồi hộp, đau đầu, lo âu, mất ngủ, không tập trung, mất mùi, mất vị giác, đau cơ, khớp, biếng ăn, rối loạn tiêu hóa. Bác sĩ Trung cho rằng, hội chứng hậu COVID-19 thường dễ xảy ra trên các bệnh nhân COVID-19 lớn tuổi, thừa cân, béo phì, nữ giới mắc bệnh nền kèm theo như hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, đái tháo đường, suy thận mạn, bệnh nhân ghép tạng, bệnh nhân nặng và có nhiều triệu chứng khi mắc COVID-19. Bệnh viện Đà Nẵng là đơn vị nòng cốt trong điều trị bệnh nhân COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua. Để góp phần chăm sóc toàn diện hơn nữa cho các bệnh nhân đã mắc COVID-19, bệnh viện sẽ tổ chức phòng khám tư vấn và điều trị các bệnh nhân này. Tùy từng triệu chứng mà bệnh nhân mắc sau hậu COVID-19, bệnh viện sẽ cử những bác sĩ có chuyên môn từng lĩnh vực để tư vấn điều trị. Phòng khám cũng thực hiện tầm soát toàn diện các di chứng của bệnh, đồng thời đánh giá nhu cầu can thiệp về dinh dưỡng, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng cho bệnh nhân. Ninh Bình nâng cấp độ dịch toàn tỉnh lên cấp độ 2. Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn, căn cứ vào tình hình thực tế, Sở Y tế tỉnh Ninh Bình có văn bản 37 thông báo về cấp độ dịch của tỉnh Ninh Bình. Theo đó, địa phương đã nâng cấp độ dịch từ cấp độ 1 lên cấp độ 2 áp dụng từ ngày 23 tháng 1 năm 2022. Theo Sở Y tế tỉnh Ninh Bình, hiện tỉnh Ninh Bình có một thành phố, 4 huyện ở cấp độ 1 là thành phố Tam Điệp, huyện Yên Khánh, Hoa Lư, Yên Mô, Kim Sơn. Một huyện ở cấp độ 2 là Nho Quan, thành phố Ninh Bình và huyện Gia Viễn ở cấp độ 3. Trong đó, 82 trên 143 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 1, 33 trên 143 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 2, 28 trên 143 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 3. Theo thống kê từ Sở Y tế tỉnh, những ngày gần đây, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn vẫn tiếp tục tăng. Trong ngày hôm qua, số ổ dịch ghi nhận mới cao nhất từ trước đến nay với 5 ổ dịch tại 4 địa phương trong tỉnh, nâng tổng số ổ dịch toàn tỉnh đang hoạt động lên 37 ổ với 1.565 ca nhiễm. Trong số 5 ổ dịch phát hiện mới, có 4 ổ dịch ghi nhận tại trường học. Cụ thể, ổ dịch liên quan đến trường tiểu học Gia Tân, huyện Gia Viễn với 17 ca. Ổ dịch liên quan đến trường tiểu học xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn ghi nhận 4 ca. Ổ dịch liên quan đến trường tiểu học xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh ghi nhận 4 ca. Ổ dịch trường mầm non xã Văn Phong, huyện Nho Quan với 8 ca. Và ổ dịch liên quan đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình. Bước đầu ghi nhận 15 ca tại một số khoa trong bệnh viện. Ngày hôm qua, tỉnh Ninh Bình ghi nhận 145 ca bệnh xác định mới, trong đó có 120 ca mắc tại cộng đồng và 25 ca mắc trong khu cách ly, khu phong tỏa. Hiện có 13 ca bệnh nặng đang phải thở oxy. Trong ngày có thêm 3 ca bệnh tử vong, nâng tổng số trường hợp tử vong từ giữa tháng 1 năm 2022 đến nay lên 7 người. Trong ngày hôm qua, tỉnh Ninh Bình ghi nhận 93 ca bệnh xác định mới và 1 ca bệnh tử vong. Trong ngày không xuất hiện thêm ổ dịch mới, tuy nhiên số lượng ca bệnh mắc mới tại 37 ổ dịch trong tỉnh tăng lên với gần 40 ca bệnh. Trong đó, nhiều ổ dịch tại doanh nghiệp đã ghi nhận hơn chục ngày nay nhưng vẫn tiếp tục lây lan lên hàng trăm ca bệnh. Trước thực tế, ổ dịch và ca bệnh trong trường học ngày càng tăng nhanh với số lượng nhiều. Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình chỉ đạo các nhà trường kiểm tra, kiểm soát và siết chặt các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo an toàn mới đến trường học trực tiếp.
Đồng thời, khi phát hiện các ổ dịch, khẩn trương khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc các ca bệnh, không để lây lan rộng trong nhà trường và cộng đồng. Ngành y tế tỉnh đã đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng mũi 3 liều bổ sung và nhắc lại cho các đối tượng nguy cơ cao, người bệnh mạn tính và công nhân lao động nhằm hạn chế lây lan dịch và các ca bệnh nặng. Tiếp tục triển khai nghị quyết số 128 của Chính phủ, quyết định số 4800 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế, thực hiện nghị quyết số 128 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị triển khai kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm rà soát cho các đối tượng nguy cơ COVID-19 trong tình hình mới. Đồng Nai thành vùng xanh, nhiều dịch vụ bị khóa chặt nửa năm chuẩn bị tái hoạt động. Thưa quý vị, sau một thời gian dài ra sức chống dịch, đến nay Đồng Nai đã trở thành vùng xanh. Nhiều dịch vụ như bar, karaoke, massage được lên kế hoạch mở lại. Ngày hôm nay, ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, theo đánh giá phân loại, toàn tỉnh Đồng Nai hiện đã ở cấp độ 1 vùng xanh. Ngành Y tế đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai sớm mở lại nhiều hoạt động dịch vụ tại địa phương, phục vụ người dân vui xuân đón Tết. Ở quy mô cấp huyện có 7 địa phương xếp ở cấp độ 1 gồm thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa, các huyện Vĩnh Cửu, Xuân Lộc, Định Quán, Tân Phú và Nhân Trạch. 4 địa phương còn lại xếp ở cấp độ 2 nguy cơ trung bình, vùng vàng gồm Long Thành, Trảng Bom, Thống Nhất, Cẩm Mỹ. Như vậy, sau một thời gian dài ra sức phòng chống dịch, đến nay mọi hoạt động tại Đồng Nai cơ bản đều đã trở lại bình thường. Cuộc sống người dân cũng dần ổn định trong trạng thái bình thường mới. Hiện Sở Y tế đã có dự thảo để tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai thay đổi áp dụng chỉ thị số 20 theo hướng mở cửa hoàn toàn để người dân, doanh nghiệp sớm ổn định, phục hồi các hoạt động kinh tế. Việc tạm đóng các dịch vụ như bar, karaoke, massage, chợ trong hơn nửa năm qua đã khiến cho việc kinh doanh của nhiều người dân bị ảnh hưởng nặng nề. Do đó, việc để hoạt động các dịch vụ trở lại cuộc sống bình thường là điều Đồng Nai đang quan tâm và người dân khá mong mỏi. Cũng theo ông Vũ, để đảm bảo an toàn, ngành y tế vẫn khuyến cáo người dân phải thực hiện nghiêm 5K, theo dõi sức khỏe và tiêm chủng vaccine COVID-19 mũi 3. Tết Nguyên đán đang cận kề, chúng tôi đề nghị các địa phương định kỳ đánh giá cấp độ dịch hàng tuần. Các đơn vị phải phối hợp thường xuyên tổ chức kiểm tra việc chấp hành thông điệp 5K tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng để phòng chống dịch. Đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm vaccine để sớm đạt mục tiêu phủ vaccine 100% cho người từ 12 tuổi trở lên, ông Vũ nhấn mạnh. Đến nay, Đồng Nai đã triển khai 31 đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 với tổng số hơn 6 triệu liều được phân bổ. Tỷ lệ tiêm vaccine mũi 2 đạt gần 99,4%, mũi 3 đạt hơn 15%. Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đề nghị các địa phương định kỳ đánh giá cấp độ dịch hàng tuần theo hướng dẫn và đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho người dân. Chạy đua giải mã em trai của biến thể Omicron. Thưa quý vị, BA.2 được xác định là nguyên nhân gây phần lớn các ca nhiễm gần đây ở một số nước, trong đó có Ấn Độ, Đan Mạch và Thụy Điển. Các cơ quan y tế Anh cũng đã ghi nhận hàng trăm trường hợp mắc BA.2 và nhận định biến thể này có thể đã hiện diện ở hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Giới khoa học đang theo dõi chặt chẽ người em trai của Omicron này để xác định sự xuất hiện của nó có thể ảnh hưởng như thế nào đến sự lây lan của COVID-19 trong tương lai. Omicron đã trở thành nguồn chính khiến số ca nhiễm COVID-19 tăng cao trong thời gian gần đây. BA.2 là một nhánh của biến thể này. Các nhà khoa học đã phát hiện nhiều biến thể phụ khác, nhưng họ đặc biệt quan tâm đến BA.2 vì nó có đến hơn 20 đột biến, với một nửa trong số này nằm ở protein gai, vốn được coi là chìa khóa để virus xâm nhập vào cơ thể. BA.2 cũng mang nhiều đặc tính đáng lo ngại, chẳng hạn khả năng lây nhiễm nhanh và dễ thoát khỏi hệ miễn dịch. Tổ chức Y tế Thế giới WHO phân loại Omicron là biến thể cần quan tâm và ở giai đoạn này không phân biệt giữa nó và dòng phụ BA.2. Bộ trưởng Y tế Pháp cho biết, theo những gì chúng ta biết hiện nay, nó ít nhiều tương ứng với những đặc điểm mà chúng ta biết về Omicron. Ông cũng mô tả thêm rằng BA.2 sẽ không phải là yếu tố làm thay đổi xu hướng dịch bệnh hiện nay. Cộng đồng khoa học đã bắt đầu lên tiếng về BA.2 nhưng vẫn tỏ ra rất thận trọng vì đến nay vẫn chưa có dữ liệu chính xác về mức độ kháng vaccine hoặc mức độ gây bệnh nghiêm trọng của biến thể này.